xin ý mến chào anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là con đường Trần Não, để đi qua khu vực này là khu vực quận 2 Lạc Bình An. Thì mình sẽ đi qua cầu Sài Gòn từ bến xe Bằng Thánh, quẹo phải thì tới khu vực này anh chị. Ngày xưa con đường này thì đi ra bến phà Thủ Thiêm đây. Và với video clip này, xin ý sẽ đi dưới cầu Sài Gòn để qua bên khu vực Thảo Điền. Đó là một cái khu ăn chơi của quận 2 ngày hôm nay. Video clip này Sunny chia sẻ một buổi tối ở Thảo Điền nha anh chị ha. Bên đó thì nó rất là nhộn nhịp. Không biết là bây giờ thì còn nhộn nhịp giống như ngày xưa hay không. Cùng chia sẻ với anh chị. Bây giờ thì khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 2023. Và bây giờ thì mời anh chị cùng đi với Sunny nha. Con đường được mở ra. Ngày xưa ở đây là cái anh chị mà đi cầu Sài Gòn á, nhìn xuống đây là cái khu mà ao rau muống anh chị, cái ao lớn lắm. Nhưng mà bây giờ nó có một con đường để bắt qua bên hướng Thảo Điền. Sunny sẽ chia sẻ với anh chị những con đường chính của Thảo Điền nha anh chị ha. Khu dân cư cao cấp của bên quận 2 đó anh chị. Bây giờ quận 2, quận 9, Thủ Đức, bây giờ trở thành thành phố Thủ Đức và chúng ta đang đi ở quận 2 đây. Cùng chia sẻ với anh chị. Rồi, ở đây là cầu Sài Gòn. Bên đây thì phát triển nóng quá. Nên nước ngập cũng dữ lắm anh chị, nước sông lên hoặc là mưa dầm, mưa lớn là ngập thôi. Nhiều cái khu lắm. Sunny sẽ chia sẻ cái khu chính để anh chị biết thêm về khu vực quận 2 ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta vòng con đường này rồi vòng bên phải nữa là chúng ta lên cầu Sài Gòn về bến xe Bằng Thánh Hàng Xanh. Rồi, và dọc theo xa lộ Hà Nội, xa lộ Biên Hòa ngày xưa đó, thì anh chị thấy nó có một cái tuyến metro ở Bến Thành Suối Tiên và có những cái chung cư cao cấp nè. Sunny sẽ đi vào trong cái khu vực đó. Tới đèn xanh đèn đỏ phía trước mặt anh chị, thay vì chúng ta quẹo phải là lên cầu Sài Gòn, Sunny sẽ quẹo trái nha anh chị. Đường xá xe cộ giờ quá trời. Khu này là đại công trình cái tuyến metro, thấy cũng chưa xong anh chị, nói cuối năm nay xong mà không thấy gì hết, không thấy tín hiệu luôn đó. Và ở đây thì cũng đang làm còn những con đường cống để tránh ngập, chứ bên đây nổi tiếng là ngập mà. Phát triển nóng quá nên chính vậy hệ thống thoát nước không kịp, kế bên con sông mà nó cũng ngập nha anh chị ha, ngập sâu luôn đó. Ở đây thì có nhiều cái khu làng biệt thự rất là nhiều, những cái bar, quán cà phê, quán nhậu cao cấp. Đây là con đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2. Rồi chúng ta sẽ quẹo bên này anh chị ha. Đây là con đường phải nói là nhộn nhịp nhất ở quận 2 nè anh chị. Rồi mình quẹo con đường Xuân Thủy. Quán xá ở bên đây rất là nhộn nhịp. Bên đây thì ngày xưa thì người ta già giàu đại gia đó, người ta mua nhà
trong đây bắt đầu ta cho thuê lại các chuyên gia ở rất là yên tĩnh, có những quán rất là đẹp. Xe hơi đậu đầy đường, quán bia, Tây ở bên đây cũng nhiều lắm, việc họ quy tụ về đây. Còn Hàn Quốc á, thì ở Phú Mỹ Hưng và Wincom, Landmark 81, những cái dãy quán bar, em ngồi nè, đó, ngồi uống bia. Ở đây thì nó sẽ VIP hơn, những quầy bar quán bia nó sẽ VIP hơn so với ở Bùi Viện thì là thực sự mà nói nó bát nháo. Tây ba lô mà ở đây là dân Tây VIP không anh gì. Chỉ tiếc ở đây là nó ngập thôi, chứ không ngập là ngon lắm. Những con đường nội bộ, hàng cây bóng mát. Hiểu thêm khu vực này thì anh chị nhớ ngày xưa anh chị đi cầu Sài Gòn, anh chị nhìn bên trái bên phải thì nó đều vắng vẻ, toàn là ao hồ đầm sen. Các bạn trẻ uống cà phê rồi đi về, đi ăn đi về. Đây có rất là nhiều cái địa điểm quán bar. Seafood restaurant. Đây là những cái khu biệt thự biệt lập nè anh chị. Thì đối với khu vực này thì về dịch vụ đầy đủ hết chị, trường học quốc tế, bệnh viện, siêu thị đầy đủ hết. Bên phải là cái bức tường của cái khu biệt lập. Những cái quán ba máy bên trái nè. Cái này thì đi vào một cái
khu dân cư. Mình sẽ thấy nó cũng hơi vắng. Khu biệt thự An Phú. Tới đây thì Sunny sẽ quay ra để chia sẻ. Cái này là mình đi một vòng đó, vòng mà đi cuối là ra dòng sông Sài Gòn, nhìn qua bên kia là Thanh Đa. Sunny sẽ quẹo lại đó, mình đi thẳng ra xa lộ Biên Hòa Hà Nội anh chị ha. Bây giờ đổi tên là Võ Nguyên Giáp rồi, Sunny cứ lặp đi lặp lại để anh chị hiểu thêm. Đây là những quán bar, thì quán cà phê thì các anh Tây ngồi, các bạn trẻ rất là thích cái mô hình đó, ngồi làm việc nghe nhạc. Có người gọi ở đây là khu Thảo Điền, có người gọi là làng Thảo Điền. Theo quan sát Sunny thì có vẻ những quán cũng vắng khách chứ không đông như những năm trước mà Sunny đi quay gửi anh chị và các bạn. Khi mà có tuyến metro thì cái khu vực này nó càng sung nữa anh chị. Đi từ cái khu vực trung tâm ra trung tâm rồi về đây nó cũng rất là tiện lợi. Nó đi ngang qua những cái chung cư phía trước mặt anh chị. Mọi khi là những hàng quán ta ngồi đây hết, là bữa nay là vắng lưa thưa thôi. Cái đó cũng là một phần là ảnh hưởng đến kinh tế ở Sài Gòn đó. Khách du lịch thì nó không có, các chuyên gia thì công ty rút về nước đó, các chuyên gia cũng về luôn. Đang chạy bộ. Mình đi thêm một đoạn nữa anh chị. Quán cà phê Starbucks vắng quá. Nói chứ cà phê Starbucks nó đầu tư vào thị trường Việt Nam thì nó muốn build cái thương hiệu thôi. Người ta uống cà phê là ta uống cà phê Việt Nam anh chị, chỉ vào đó là ngồi chung với bạn bè vui chơi thôi,
thực tế thì nó đâu bằng cà phê Việt Nam. Trái nha chị ha, quẹo trái để mình vô cái khu dân cư coi. Quán nhậu quán cũng quán quá cũng đâu có đông đâu. Những ngôi biệt thự tối thui à. Nước anh chị thấy không, nó chẳng có mưa chẳng có gì hả cả, mà nước anh chị thấy đầu nó lấp phức rồi, đâu có mưa đâu, trời nắng ráo mà. Biết giờ đi đâu ta, đi thẳng vô trong luôn anh chị ha. Đi một vòng đi lạc đường, xin đi tìm ra cái con đường này. Nhìn chung là những cái quán bar nó vắng vẻ lắm anh chị, khách thì lưa thưa à, chứ không có đông như là chúng ta tưởng tượng. Khách Tây họ có những cái quán để họ ngồi à, quán này đi khách Tây. Đây à, mình vô cái khu chung cư cao cấp đang duyệt Thảo Điền.
Rồi bây giờ đi tiếp nha anh chị ha. À, buổi tối thì đi ở đây thì nó rất là nhiều đường anh chị, lạc tới lạc lui. À, thôi chúng ta ngắm theo cái hướng phía trước là cái tuyến metro, cái cầu đó anh chị, và con đường xa lộ Biên Hòa, xa lộ Hà Nội đó. Và bây giờ xin đi sẽ đi song song với con đường này để về cầu Sài Gòn. Ở đây thì có một con đường song hành đi phía bên trái á, đi ra là phía bên trái là chúng ta về ngã tư Thủ Đức đó, ở bên kia là đó, dọc hai bên con đường này là chung cư anh chị. Còn cái tuyến metro này không biết chừng nào xong, chuyện dài nhiều tập, thì hy vọng cuối năm thôi anh chị. Khi mà cái khu dân cư Thảo Điền này có tuyến metro này đi tiện lợi lắm. Tóm lại thì với video clip này á, xin đi thì xin đi thấy cái tình hình kinh doanh những quán bar, quán nhậu thì vắng khách hơn xưa rất là nhiều. Bây giờ mới có 8 giờ rưỡi chứ nhiêu mà vắng hơn xưa anh chị, nó không có đông đúc giống như xưa. Đây là một những cái khu chung cư cao cấp nha anh chị ha. Ngày xưa thì nói ở khu vực này sao mà chọn cái chung cư này nó xa, nhưng mà thực tế bây giờ nó có tuyến metro thì nó không còn xa giống như xưa, đi cái ao tới trung tâm nó cũng dễ dàng. Ta quẹo vào đây nha anh chị ha, đi một cái đoạn này nữa để coi kinh doanh mua bán như thế nào, có những cái quán mà kinh doanh ở dưới chung cư thì cũng không có đông đúc gì cả, đóng cửa, hàng quán thì nó cũng vắng. Đây là những cái khu biệt thự mà không có tín hiệu người ở tối hôm mà. Những con đường khu vực bên trong thì vắng, có nhiều nơi thì cũng đóng cửa.
Rồi tới đây thì Sunny cũng một phần nào đó video clip ngắn để chia sẻ khu vực Thảo Điền, gửi tới anh chị và các bạn một cái mảnh đất hoang vắng ngày xưa. Bây giờ thì nó với những cái chung cư biệt thự, những cái khu ăn chơi của khu vực quận 2. Khi mà qua cầu Sài Gòn nhìn mé bên tay trái là chúng ta sẽ thấy khu vực này. Sunny rất là vui thực hiện các clip này. Sunny thân ái mến chào. Hẹn gặp cô chú anh chị trong cái clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye. Thank you.